Cậu nghĩ mình đang làm gì hả? Không được. Trời ơi, không sao không vậy? Trời ơi, cậu không sao hả? Tội nghiệp quá, bất tỉnh rồi. Anh à, nhìn nè. Tỉnh dậy đi, làm gì đó đi chứ. Cậu ta có sao không? Làm gì đó đi. Làm gì đó đi. Làm gì đi. Cô ấy định làm gì vậy? Ôi trời. Ôi trời ơi. Cô ta hôn sao? Không. Ba à. Chuyện gì vậy? Là sao vậy? Ôi trời. Sao vậy hả? Cậu ta không sao chứ? Hả? Sao đấy là sao vậy? Làm gì vậy hả? Ôi trời, tuyệt lắm đó. Làm tốt lắm. Đây chính là một phần trong vở kịch mà. Hay quá. Hay thật đó. Hay thiệt đó. Làm gì diễn hay lắm thiệt đó. Hay quá. Hấp dẫn ha. Số 1. Diễn hay lắm. Đợi đã, anh làm gì vậy? Anh không sao chứ? Mấy bông hoa không sao cả. Không phải hoa đâu, tôi hỏi anh đó. Anh có sao không? Mặt anh bị sao vậy? Không sao đâu. Đứng lại đi. Ở đây sao vậy nè? Có phải lúc trình diễn không? Không có. Đưa đây. Sao anh lại nhảy sổ ra như vậy chứ? Bộ hoa quan trọng như vậy sao? Sao lại đang thất vọng vậy hả? Tôi xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Tôi mới là người xin lỗi nè. Anh không bị thương ở đâu chứ? Không có. Tôi ổn mà. Tôi không sao đâu. Tôi sẽ đi mua chút thuốc. Anh đợi đây nha. Không. Tôi ổn thật mà. Không sao đâu. Cô nên quay lại đó nhanh đi. Tôi không muốn sau này phải nghe than phiền nữa đâu. Không muốn đâu. Đừng nói gì hết. Ở đây đi. Thiệt là bực mình mà.
Gì vậy chứ? Sao mà cư xử như bậc trượng phu vậy? Cô đang nói về anh trai suối quẩy hả? Phải không vậy? Dạ. Sao anh chàng suối quẩy hả? À, không đâu, làm gì có. Ôi trời, chỉ có anh chàng suối quẩy mới có thể làm những chuyện hết sức táo bạo thôi. Khi nào cô đã ăn tối hả? Ăn tối sao? Ờ. Dì muốn ăn gì? Tôi hả? Thì một phần gọi thêm của món sườn bò đặc biệt. Cháu vẫn chưa nhận được lương đâu, cho nên là khi nào nhận lương cháu sẽ đãi dì ngay nha. Cô định đi đâu vậy? Chủ tịch à, nước đang sôi nè. Không có dấu hiệu gì cả sao? Ta chỉ cần ăn mì là được rồi. Ta đâu có muốn bắt được cái thứ gì đâu chứ. Chủ tịch à, ngài đến đây chỉ để ăn mì thôi hả? Ở đây ăn mì thì có gì sợ? Xung quanh đây có rất nhiều nhà hàng ngon mà. Đã đến lúc tôi cần phải để cho bọn trẻ ăn mấy cái nhà hàng ngon đó rồi. Bọn trẻ nào hả? Ý ngài là sao? Giám đốc Can hả? À, chắc chắn là cậu ấy rồi. Người ta nói chân đèn cày thì tối mà. Tin đồn đó chắc thật rồi. Không có, tôi chỉ muốn nhận sự chấp thuận cuối cùng của anh mà thôi. À, ngài chỉ toàn nói vậy thôi. Tuần tới anh hãy mời luật sư Quan tới nhà của chúng ta đi. Dạ. Nhưng ngài đang xem cái gì mà chăm chú quá vậy? Là bữa tiệc kỷ niệm của công ty đã được tải lên mạng rồi. Thật hả? Có thấy được ai với ai không vậy? Cũng không chắc nữa. À, khoan đã. À, chờ một chút. Không thể nào, không thể là con bé được. Cháu có muốn ăn cái gì không? Chú đói quá trời nè. Nè, chú đói lắm rồi. À, tao quên, cậu làm cái gì vậy? Mặt của chú kìa. Nè nè nè, mặt cậu sao vậy? Ăn phải cái gì hả? Đúng vậy, tôi nghĩ vậy đó. Cậu ăn cái gì mà mặt mũi lại như vậy chứ? Nước bột phụ nữ. Nước bột phụ nữ làm vậy hả? Sao chú lại ăn thứ đó? Chú đã hôn ai đó? Không, không phải đâu. Đó chỉ là tai nạn thôi. Là ai? Là ai vậy? Tôi nói không phải như vậy mà. Với bà cô rác rưởi đó sao? Nhìn kìa. Nè, cậu tới từ hành tinh khác hả? Sao dị ứng với nước bọt phụ nữ như vậy chứ? Tôi cũng không biết, vì đây là lần đầu tiên. Tôi bị sốc. Nè, quay mặt lại đây, đưa tôi coi coi. Nè, quay mặt lại. Nhanh lên. Để tôi coi. Ngẩng mặt lên. Ôi trời, trời ơi, mặt cậu sắp tiêu rồi. Ôi, sao có thể như vậy được chứ? Ôi. Ôi, như thế là ăn mì gà vậy. Sao gì à, kéo cái thang đó tới đây. Dạ. Ta 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 đi nào, anh chàng may mắn. Không thể là mình được. Cháu hy vọng là chú. Được, được rồi. Yeah. Nè, cháu có chắc cháu làm đúng không vậy? Hôm nay chúng ta nên ăn gì đây? Cô gái nè, hãy nhẹ nhàng với tôi một chút nha.
Chú rất là xin lỗi vì phải làm cháu đội tóc giả bữa đó. Bỏ ra. Đi nhanh thôi nào. Sẽ mất ít nhất 2 giờ đó. Nè, sao cậu làm vậy? Tôi sẽ dừng lại ở đâu đó rồi tới chợ. Cái gì? Sao vậy? Cái thằng nhóc là mình sợ chết khiếp luôn. Tự nhiên lại bị tiêu chảy. Anh nghĩ xin tôi là được hay sao hả? Anh có biết sự kiện nó quan trọng đến mức nào không? Lẽ ra phải chuẩn bị trước chứ. Vậy nên là anh nói tự nhiên anh đang bụng đúng không? Được rồi, tôi sẽ gọi dịch vụ chuyển đồ tới đó thôi. Anh trả phí đó. Cái này là vẫn còn dùng hay sao? Có hoạt động được không? Ồ, chạy được nè. Cô đang làm cái gì vậy? Tôi đoán là đó là chiếc hộp ma thuật từ buổi biểu diễn khét tiếng đó có đúng không? Nó là của cô hả? Không phải. Anh có tới xem buổi biểu diễn không vậy? Tôi nghe nói giám đốc không tới mà. Tôi đã xem qua trên kênh TV của công ty rồi. Anh xem qua TV hả? Vậy chắc anh chưa được xem phần quan trọng nhất rồi. Đoạn quan trọng nhất sao? Dạ. Có một cảnh tôi làm tái sinh một người chết đó, anh có thấy không? Là ma thuật. Đúng rồi. Nụ hôn ma thuật đó. Nụ hôn ma thuật hả? Nụ hôn ma thuật đó, cô đừng có sử dụng nó lần nào nữa. Đây là lệnh từ ông chủ hay là yêu cầu cá nhân vậy? Yêu cầu cá nhân đúng không? Tối nay cô có thời gian không? Dạ. Tối nay cô có kế hoạch gì? Chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi. Cô có biết là nhà hàng mãi mãi bên nhau đằng sau công ty chúng ta chứ? 7 giờ tới đó nha. Phải làm gì đây? Anh ấy mời mình đi ăn tối mà. Không phải là nơi nào khác mà lại làm mãi mãi bên nhau nữa chứ. Được cho là một nơi tụ họp tốt nhất trước khi kết hôn, nằm trong top những nhà hàng món Hàn Quốc nữa. Tôi sẽ gặp cô mãi mãi bên nhau nha.
hết rồi. Nè, có tìm gì vậy? Không không không, lạ thật đó. Nè cậu à, mua ít cá vàng đi ha, nếu để nó quá hạn không ngon đâu. Không không không, có gì đó không đúng. Gina, 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 Gina. Xin lỗi, tôi cần phải đi qua đây. Dạ, cô có đặt bàn trước không? Dạ, dưới tên Kang Hee Jun đó chị. Là ở phòng chim quyên ương, xin mời cô. Dạ, lối này. Chim quyên ương hay sao? Cô không nghĩ chỉ có mình cô đó chứ? Tất nhiên là không rồi. Sao tôi lại nghĩ như vậy chứ? Được rồi, cô hãy tìm chỗ trống và ngồi xuống đi. Dạ. Tôi rất là thích món ăn truyền thống của Hàn Quốc và tôi đã quyết định chỗ này, hy vọng không sao. Tất nhiên dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy ăn ở đây và tăng hai chúng ta sẽ đi quán bar nào đó. Nếu cô tới từ Đại học Hankook, chắc hẳn cô biết tiền bối Jongbae hả? Jongbae sao? Đúng vậy đó, anh ấy là một ca sĩ vũ công rất là giỏi. Cô không biết sao? Nước da anh ấy khá tốt đó, chúng tôi học cùng trường trung học mà. Tôi muốn hẹn hò với anh ấy sau khi tốt nghiệp trung học đó. Nhưng tôi lại đi du học nước ngoài rồi. Tôi nghe nói anh ấy đã vào đại học Hankook. Chẳng lẽ cô không có liên lạc với anh ấy sao? Cô thấy đó, cái đó. Tôi chắc là cô ấy có thông tin liên lạc của anh ấy đó. Nếu cô ấy không biết thì thật là lạ mà. Jongbae không phải là ca sĩ Ray Jongbae đó chứ? Ray Jongbae sao? Đúng rồi, Jongbae. Cô đang nói về ca sĩ Ray Jongbae đúng không? Tôi đoán là cô không biết vì cô ta đã đi học ngay khi tốt nghiệp rồi. Không đâu mà, gương mặt anh ấy hoàn toàn khác. Tôi chắc là cậu ta mà. Phải rồi, tôi thấy trên TV là Ray Jongbae đã học tại Đại học Hankook mà. Ý tôi là tiền bối. Tiền bối đó. Đúng rồi, tôi đã nói mà. Thì ra là vậy hả? Tôi thậm chí còn không biết. Mà nhân tiện, tôi muốn hỏi mẫu người con gái anh thích là gì vậy, giám đốc Kang? Tôi thích một người con gái làm việc tốt, nhưng mà cũng biết cách để có những khoảng thời gian tuyệt vời cho mình nữa. Và một người con gái nhiệt huyết. Và sẽ tốt hơn nếu như cô ta biết uống rượu. Chúng ta uống chứ. Uống đi rồi. Uống đi. Cô đang ăn kiêng có đúng không? Ăn kiêng sao? Tôi luôn trong quá trình ăn kiêng suốt 365 ngày trong năm. Bởi vì cô mang theo thuốc nhuận tràng đúng không? Tôi nghe nói thuốc đó dùng để ăn kiêng rất tốt mà. Đúng vậy, tôi thích dùng những phương pháp nguyên thủy như vậy đó. Tôi hiểu rồi.
Vậy tôi hỏi cô một câu, cô có lên kế hoạch chuyện đó sao? Kế hoạch gì? Rời xuống khỏi sân khấu và bất tỉnh đó. Hình như diễn hơi lố rồi đó. Tôi không muốn phải diễn trò như vậy đâu. Nhưng tại sao bạn diễn của tôi lại đột nhiên bị tiêu chảy vậy? Anh ấy nói vào buổi sáng anh ấy đã giải quyết rồi mà. Sao cô lại nghĩ chuyện đó có thể đột nhiên xảy ra với anh ấy được chứ? Không phải là cô muốn tôi phải biết cả lịch đi giải quyết anh ta sao? Hai cô làm gì vậy chứ? Dạ, chúng tôi sẽ ra ngay. Chúng ta đi nơi khác. Dạ. Nha. Dạ. Ôi nè, không. Ôi trời. Kiểm soát tâm trí đi. Máu đang đổ hết lên đầu tôi rồi. Lợi ích gì đâu chứ. Dù sao đi nữa nó cũng sẽ chết thôi. Qua cũng giống như con người, tôi phải cần cố hết sức. Nếu tôi làm như thế này, nó sẽ sống thêm một chút đó. Tại sao tôi phải từ bỏ chứ? Tôi đoán là đối với cậu, Qua là bạn, gia đình và bạn gái của cậu luôn. Có phải không, Sư Di? Tới nào, tới đây. Ăn khi ngồi đi, có chuyện gì với chú vậy? Thực quản là thứ rất kỳ diệu. Nếu tập luyện ta có thể ăn trong khi trồng cái chuối đó. Đợi mà coi, chú sẽ thành công cho xem. Học tập cho kỳ thi luật không hợp với chú đâu. Chú đáng ra phải gia nhập đoàn xiếc mới đúng chứ. Cháu nói rất là đúng. Tại sao bố mẹ của chú không biết những gì mà cháu biết ta? Vì họ là bố mẹ cháu đó. Họ là những người duy nhất vẫn còn hy vọng ở chú. Trời đất ơi. 28 phút, thậm chí có thể làm tới 30 phút là một dấu hiệu mình đang yếu đi. Mình cần phải ăn thôi. Đi, tới đây. Yeah. Hey, là cậu. Come on. Samba, samba. Là cậu, tất cả là cậu đó. Yeah, come on, come on. Những thứ tốt đẹp nhất đó. Sư Chi, come on, come on. Làm tốt nha. Cái này sẽ được duyệt đó. Cái gì? Trang phục này là cái gì vậy? Sao vậy? Cái này thật là không công bằng cho chú đó. Lần trước chú là một con chim cánh cụt rồi mà. Không chỉ là một con chim cánh cụt mà là con chim cánh cụt Mao Bata Kasu. Chú không phải là người duy nhất chịu đựng được. Tốt thôi. Đi thôi. Tôi sẽ để cậu đẹp đẽ như vậy. Đừng có nói chuyện trong 2 tiếng đó. 2 tiếng đó. Cậu mặc coi đẹp đó. Tôi sẽ dừng ngay. Ta biết. Nè, đừng có quên, không được nói chuyện đó. Ôi, đói quá. Chú hy vọng là cậu ta sẽ trở về thật nhanh thôi. Nè, phải không? Chắc chú đã nói chú ấy không thể nói chuyện trong 2 tiếng mà. Vậy thì sao? Chú ấy sẽ không trở lại trong 2 tiếng nữa đó. Ô không. Ơi thiệt là nặng quá đi. Nghỉ một chút đi mà. Nè nhanh lên đi, cô không thể nghỉ ở đây được đâu. Dạ đất con. Đi tập 3 đi nha. Chúng tôi sẽ về nhà trước nha.
Đi cẩn thận. Cẩn thận. Dạ. Đi đi mà. Sao bỏ vậy? Bỏ cái tật xấu đó đi. Ôi, đi tầng 3 đi. Cô không sao chứ? Dạ, tôi không sao. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Cô sống ở đâu vậy? Không đâu, tôi không sao đâu. Tôi không sao. Khuya rồi, trong cô cũng uống khá nhiều rồi. Để tôi đưa cô về. Mình gặp rắc rối rồi nè. Trễ mất rồi. Ôi trời, anh đang đợi em sao? Giám đốc Khanh, cô ấy sai quá hết rồi đó. Xin chăm sóc cô ấy nha. Anh nên đi đi. Vậy tôi đi trước. Bà thím, đừng có uống nếu con không thể xử lý được chứ. Bà thím hả? Tôi vẫn chưa là bà thím đâu đó nha. Cái quái gì vậy? Hơi, chết tiệt cái thứ này. Mày đang làm gì ở đây vậy? Mày có biết là còn nhỏ tao muốn gặp mày bao nhiêu không? Bọn trẻ bây giờ chỉ đi đến công viên giải trí thôi. Và chúng sẽ khoe khoang về việc được thấy mày với bố mẹ nữa. Tao chưa bao giờ được đến đó. Dù chỉ một lần thôi, tao như một cô bé. Tại sao mày chỉ ở trong công viên giải trí Seoul thôi vậy chứ? Làm tổn thương cô bé giống tao nè. Không sao đâu, làm gì ghê gớm lắm vậy đó. Có rất nhiều chuyện tao muốn làm với mày lắm. Đi thôi. Em thức rồi sao? Chúng ta ở đâu vậy? Ở trong xe. Anh nghĩ em nên tỉnh rượu rồi hay gì nha? La Han mà. Anh đã gọi cho ba em rồi, nói là em sẽ về muộn một chút. Anh gọi sao? Cảm ơn anh. Em cảm thấy sao rồi? Tỉnh rượu chưa? Dạ, chắc là vậy rồi. Chúng ta về nha.
em đã nghĩ về những gì mà anh nói lần trước. Những gì anh đã nói sao? Anh nói là em không cần tuyệt vọng. Mày có muốn uống rượu soju không? Mày bị câm hả? Tao đoán rất lạ lùng. Nếu như một con gấu nói chuyện đó. Dù sao thì tao rất vui khi mày là một con gấu. Tao cũng không cần cố gắng gây ấn tượng với mày đâu. Tao rất thoải mái. Khi ở bên cạnh mày, mày đã từng sống trên núi có đúng không? Tao đã từng sống ở gần biển. Tao lúc nào cũng không sống ở đó. Khi công việc làm ăn của bố tao bị phá sản rồi, chúng tao không có lựa chọn nào khác phải về quê của ông ấy. Ngày đầu tiên mà chúng tao chuyển đến sống ở gần biển á, có mùi nồng nặc cá luôn. Tao muốn xé cái mũi của mày. Mày đã đến biển chưa? Mày nghĩ về biển như thế nào? Nó có đẹp không? Biển rất lãng mạn khi mày nhìn nó trong một khoảng thời gian thôi. Nhưng mà sẽ rất đau khổ nếu như mày nhìn thấy nó mỗi ngày đó. Không cần biết mày nhìn nó nhiều như thế nào. Nó cũng giống như vậy thôi, giống như tao vậy. Dù tao cố gắng hết sức thì cũng chẳng thay đổi. Đó là lý do mà tao bỏ đi. Tao muốn cho họ thấy tao đã thay đổi rồi. Tao muốn phá bỏ ngôi nhà cũ của tao và xây một ngôi nhà mới tuyệt đẹp luôn. Vậy mẹ tao sẽ không làm việc khó nhọc như vậy nữa. Tao muốn bà ấy sống một cuộc sống tận hưởng vẻ đẹp của biển. Đó là lý do mà tao bỏ đi. Tao rất mệt mỏi. Nhưng mấy ngày qua, tao nhớ nó từng giây phút. Buồn cười lắm đúng không? Tao chắc là sai lắm rồi, nói chuyện một con gấu như thế này. Mày phải giữ bí mật những gì xảy ra chúng ta, biết chưa? Có biết không?
Mình bị điên thiệt rồi hả? Suna, mày bị điên rồi. Đây là cái gì đây? Nè. Nè. Tao muốn xé cái mũi của mày. Mình có cảm giác như sắp chết vậy. Nè. Ờ, chị không sao chứ? Ôi, tối qua xém chết đó. Ôi, mệt quá. Tôi không sao, không sao đâu. Chúng ta uống cùng nhau mà, cô không sao là gian lận đó. Để tôi lấy được uống có ga cho chị nha. Cái đó không có tác dụng đâu. Cảm ơn nha. Chúng ta đi ăn sáng nha. Em tới rồi chị sao? Chị không sao hả? Ờ, cô mặc bộ đồ giống như ngày hôm qua. Cô không về nhà sao? Giám đốc Can đã đưa tôi về đó. Tôi đã ngủ ở một khách sạn gần đây. Tôi không muốn đi làm trễ đâu. Mặc dù nó rất khó xảy ra. Thật sao? Tôi đi từ Hồng Đúc Hoàn tới đây đó. Rất khó khăn khi đi từ nhà tới đây. Em cũng đang tìm một căn hộ gần đây đó. Lần tới chị có thể ghé chỗ của em. Tôi đoán là những cô gái nhà khá giả đều khác biệt. Một người thì từ căn hộ, người thì nói khách sạn. Còn ý tưởng nào nữa không? Cô Georgina à? Cô đang làm gì vậy? Cô đã được báo cáo là trình bày ý tưởng của mình tại cuộc họp này mà. Dạ, chị biết là... có một người phụ nữ giống như đậu nành lên men. Mỗi ngày cô ta gặp một anh chàng xì dầu tốt bụng. Cô gái đã đưa cho chàng trai xì dầu mọi thứ mà cô ấy có. Nhưng sau đó, cô ấy lại phát hiện ra rằng anh chàng xì dầu là đồ giả tạo thôi. Chỉ là đồ giả tạo. Anh ta chỉ là loại thức ăn dở tệ phẩm màu giống như nước xì dầu. Anh ta không thật sự yêu cô gái. Anh ta chỉ lợi dụng cô ấy mà thôi. Đó là chàng trai xì dầu thật sự xuất hiện và dỗ về nỗi đau của cô gái. Đó là cách mà loại xì dầu thứ thiệt được làm từ đậu nành lên men. Đưa câu chuyện này vào chương trình múa rối truyền thống thì sao? Có được không? Có được không các gì? Không chỉ đậu nành lên men, thật sự phải lòng cô ấy. Mà điều gì cũng giống giống như vậy. Tôi thích ý tưởng này đó. Xì dầu với đậu nành thật là dễ thương. Dạo này mọi người cũng thích ý tưởng cổ xưa. Rất là tuyệt luôn đó. Không tồi chút nào. Chỉnh sửa và hoàn thiện tốt nó vào buổi họp tiếp theo. Hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Cô đã cứu chúng tôi đó. Nè, cô có thời gian chuẩn bị cho ảo thuật và tất cả những điều này là khi nào vậy? Tôi đã thức cả đêm luôn đó. Cô thật là tuyệt đó. Lại nữa sao? Dạ. Cô ấy đã không làm việc đó cả tuần. Phải thay thế cô ta sao? Tôi nghĩ cô ta kéo dài thời gian. Tìm người thay thế cô ấy đi. Anh ta đang thử chúng ta sao? Tại sao chủ tịch lại yêu cầu nhân viên nữ làm chuyện đó chứ? Chuyện gì vậy chị? Chị uống cốc nước mát đi. Cảm ơn nha. Các nhân viên nữ phải thay phiên nhau
làm việc đó vào buổi sáng. Đó là việc gì vậy? Đó là một việc giặt cho chủ tịch. Tất cả các quý cô đều ghét làm chân chạy giặt. Tôi có thể làm chuyện đó đi. À, hai người vẫn là thực tập, vậy nên chúng tôi không bao gồm hai người trong đó. Chúng tôi thậm chí còn không biết hai người có được làm chính thức ở đây không nữa. Tôi sẽ làm chuyện đó. Tôi sẽ làm chuyện đó mà. Thật sao? Tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm việc đó hằng ngày luôn. Như vậy là cô thật sự có thể làm được sao? Tất nhiên rồi. Đợi chút nha. Đây là cửa hàng, địa chỉ được viết ở đó. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi sáng hãy tới đó nha. Rồi mang những gì họ đưa cho cô tới chỗ người giúp việc. Dạ được rồi. Cảm ơn nha. Chú ơi, chú. Chú ơi. Ờ. Sao cháu lại mang cái này về vậy? Cháu thấy nó ở trên lối đi lên đó. Cháu không thể tìm được mẹ của nó. Chúng sẽ sớm nở đó. Chúng ta phải làm gì đây? Đặt nó ở đây đi. Chắc phải đâu đó quanh đây thôi. Khoai lang. Là đây rồi. Đây là một cửa hàng hoa sao? Có ai ở đây không? Xin hỏi có ai ở đây không? Có ai ở đây không vậy? Wow, đây là một nơi tuyệt thật đó. À, có ai ở đây không? Chú à, cháu chưa từng nhìn thấy điều gì như vậy hết. Nó đang chui ra. Nhưng mà không có lông hả? Nó to hơn cháu nghĩ đúng không? Nè, đồ rác rưởi kia. Nè. Cô Gina.